Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Minh Dũng, Bí thư Thị ủy Điện Bàn, Quảng Nam, xác nhận khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1, một chiếc máy bay quân sự rơi xuống khu vực xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. Thị ủy đã yêu cầu lực lượng công an, quân sự, thị xã đến hiện trường để kiểm tra. Ông Dũng cho biết đây là máy bay quân sự loại Su-22. Trước khi máy bay rơi xuống đất thì phi công đã nhảy ra ngoài. Máy bay này đang bay huấn luyện đã rơi xuống bãi đất trống, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.